Vâng ạ, siêu thị hàng bãi b Mai Audio xin kính chào tất toàn thể các bác yêu âm thanh hàng bãi trên mọi miền tổ quốc nhé Vâng, thì đầu video em cũng không có biết nói gì hơn Thì em cũng như tất cả các video khác thôi Em chúc các bác một sức khỏe các bác nhé Thì vâng, em cũng xin phép các bác và em báo cáo các bác là em mới về được 5 đôi Em về được 5 đôi loa B3 các bác nhé Đôi loa, 5 đôi loa B3 này thì, thì cũng như tất cả các video khác thôi Thì em review cho các bác là xem là ngoại thất và xong chi tiết nội thất của em nó các bác nhé vâng thì bây giờ em cũng không để cho các bác chờ lâu nữa thì cái dòng b 3 này trên thị trường bây giờ cực kỳ hiếm luôn thì cái dòng b 3 full thì trước em cũng bán rồi loan lầm b 3 em cũng bán rồi anh em nhé mà đặc biệt nhất là cái bản này của nó thùng bói cực kỳ đẹp luôn và nó là dòng ba đường tiếng anh em nhé nó là dòng ba đường tiếng đây anh em đây em cho anh em xem là dòng loan lầm ba đường tiếng anh nhá. sử dụng là hai chung và hai siêu chép anh em nhá, hai chung và hai siêu chép. Thì uh, lý do làm sao mà em nói đặc biệt thì nó sử dụng ba đường à, ba đường tiếng anh em nhá. Và anh em chơi âm thanh anh em đã biết rồi, anh em nhìn cái này anh em biết ngay là dòng loa B3 anh em nhá. B3 của Đức anh em nhá. Thì màng cực sâu luôn, màng bao giờ là cũng là màng màu xanh xanh của B3. Các bác gọi B3 cũng được mà 3G cũng là em nói các bác nhá. Vâng thì nó sử dụng dây hai siêu chép và hai chung anh em nhá. Và đặc biệt á là căng của nó cực kỳ đẹp luôn, căng của nó cực kỳ đẹp luôn. Căng này thì em cũng à, uh, đặt qua rồi, khá là sạch sẽ rồi anh em nhá. Còn thùng mốc này em chưa có lau chùi anh em nhá. Đây, thùng này em cho các bác xem này Em chưa có lau chùi luôn. Cái này những cái này, này đánh ra hết này. Đấy những cái này em lau đánh ra hết đây anh em nhá. Đây nhìn này. Đấy em cũng người thật việc thật là em quay luôn. Chứ mà nếu mà để một tút tát đẹp đấy em bán không có tâm thì cũng chẳng làm gì cả cả các bác nhé đây những cái này này em sẽ lau chùi sạch sẽ được hết cho các bác tới đây các bác là em lau chùi sạch sẽ cho các bác nhé các bác nhé thì các bác yên tâm và em đặt niềm tin vào em thì em sẽ không để cho các bác thất vọng đó thì cái thùng của B3 này thì anh em ạ thùng thùng gỗ anh em nhé thùng gỗ mà trắng một lớp men y như một lớp lớp men luôn này anh em nhé nó, nó cực kỳ là bóng luôn là lớp này thì anh em là thách thức với cả khí hậu anh em nhé ví dụ như là trời lồm trời này về mùa mùa đông này như anh em ở phía bắc của mình là lồm trời này nó sẽ bị mốc bẩn này những thùng gỗ thường, thường nó sẽ bị mốc, nó mốc bẩn nhưng riêng cái thùng này thì anh em yên tâm rằng nó thách thức uh, uh, của uh, khí hậu anh em nhé ví dụ như là, uh, ví dụ như là uh, ẩm thấp này Ờ, hoặc là như anh em mà ví dụ như là mà để mà treo lán, lán chạy ví dụ như vậy là bây giờ trời mưa này không việc gì anh em nhé thùng này không bao giờ ngấm nước cho anh em thùng này là thùng gỗ anh em nhé em sẽ cho anh em xem chi tiết về cái nội uh, thất của nó em nói bên trong thì cái dòng loa này thì em cũng vừa review cho các bác vừa vừa em vừa báo giá luôn hồi chiều nay ở à, hồi trưa này em mới livestream qua là mới về thì em mới livestream thì rất chi là nhiều anh em hỏi và cho giá đi thì vâng thì em cũng vừa lay à, em cũng vừa quay à, em cũng vừa review sản phẩm và em cũng công bố giá luôn cho các bác nhé thì dòng loa này thì em bán là 3 triệu 500 nghìn đồng cho một cặp một đôi loa à, B3 này anh em nhé thì em cho anh em xem này bát là bát 25 sử dụng nó bát 25 3G à, của, của 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 B3 đây anh em nhá. Đó, gân thì em kiểm tra rồi gân là khá còn zin, gân còn cực kỳ đẹp luôn. Đó anh em nhá. Gân còn cực kỳ đẹp luôn. Đó anh em cho anh xem đấy bẩn em cũng chưa có lau đây. Nếu đi thì là em lắp vào em sẽ lau là cho các bác các bác nhá. Đó, màng màng xanh xanh đó, đặc trưng của thằng B3 màng nó nó xanh anh em nhá. Đó, và gân uh, gân của nó là gân uh, gân mút anh em nhá. Đó. Và đồng thời là sử dụng là, là từ là từ kép anh em nhé đó sử dụng là từ từ kép anh em này thấy tem mát còn đầy đủ cho anh em luôn đó số mã vạch còn đầy đủ cho anh em luôn từ từ kép anh em nhìn thấy cái từ nó dày không đó cái hàng này là hàng xuất âu anh em nhé đây cái bản này bản xuất âu đấy đấy anh em nhìn này đấy, cái từ nó cực dày luôn đấy từ nó cực dày từ từ cực khủng khiếp luôn Bên một bên làm sao bằng nó được đấy em nói thật luôn đấy là các bác là các bác nhìn này, từ từ đen à, anh em nhé từ từ đen đó anh em nhìn thấy kẹp lâm chồng nó cực kỳ dày luôn em quay chi tiết cho anh em xem này đó và sử dụng là hai chung anh em nhá hai chung này anh em nhìn chung của, thằng b 3 đây anh em nhá đặc trưng ngược chung chung của thằng b 3 đây thì chung màu đen anh em nhá thì anh em chơi em anh em nhìn phát là biết ngay dòng loa xuất đâu rồi không còn bàn cãi gì nữa anh em nhá thì em cũng vừa review vừa công bố giá luôn cho anh em là anh em hỏi em rất chi là nhiều em về được có năm đôi thôi đấy thì anh em là hỏi em chưa nay hỏi rất chi là nhiều thì em bán tại cửa hàng là ba triệu năm trăm nghìn đồng cho một đôi loa b 3 xuất đâu này anh em nhá đó thì sử dụng hai chung đây anh em nhìn là chung của đó đây là một chiếc chung của nó và một chiếc siêu chép của nó đây anh em nhé Siêu chép của nó nhỏ nhưng mà vẫn từ kép luôn Anh em đây Thì anh em thấy đánh giá là cái dòng loa ba đường tiếng này có hay không ạ Đấy cực kỳ đẳng cấp luôn Cái dòng loa này thì không hay các bác đập giữa mặt em luôn Các bác nhé Đó thì sử dụng từ từ kép Anh em siêu chép cũng sử dụng từ kép đây Đó anh em nhé Còn em bao zin đẹp đẹp cho anh em luôn Và đồng thời đặc biệt nhất là anh em nhìn này sử dụng tất cả dây chống nhiễu hết anh em nhé đó dòng xuất âu thì qua nhiều 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 kiểm tra đấy nhiều kiểm tra là có như là họ sử dụng là có như là dây và họ sử dụng là chống nhiễu hết anh em nhé đó chống nhiễu hết và phân tần của nó đây anh em này anh em nhìn phân tần của nó khủng không một dòng loa xuất âu à một dòng loa lầm một ba đường tiếng thì nó sử dụng tới ba ba cuộn cảm thì đương nhiên đúng rồi ba cuộn cảm của là một cuộn cảm của bát và hai một cuộn cảm của trung và một cuộn cảm của chép anh em nhá thì anh em thấy không càng nhiều linh kiện phân tầng càng nhiều linh kiện bao nhiêu thì lọc chất âm càng sạch bấy nhiêu anh em nhá cái loa này tiếng nó cực kỳ hay luôn anh em hồi trưa này em livestream em cho các bác nghe thử nó hay lắm nó mê mẩn lắm bát sâu mà chép em nói các bác không thể tả nổi là cái dòng loa này đấy dòng loa này các bác nghe nhạc hay và hát karaoke cũng hay anh em nhá dòng loa này loa này thì anh em nó dễ chơi nó có như là về bác các bác lấy lời cho những cái dòng loa của nhà bác ở nhà như anh em là đang sử dụng là cái loa bắt 25 mà nó ví dụ như nó còn thiếu lời hoặc như full 25 còn thiếu lời chẳng hạn ví dụ như 30 thiếu lời anh em nhé thì nó này lấy lời càng hay nữa tiếng bát của nó hay à tiếng chép của nó sướng lắm mà tại vì ba đường tiếng mà anh em đấy anh em nhìn cái linh kiện của dòng loa này loa, loa xuất đâu xuất đâu đấy tất cả sử dụng dây chống nhiễu hết anh em nhé sử dụng dây chống nhiễu hết đây anh em này đã sử dụng dây chống nhiễu hết và bông tiêu âm thủy tinh anh em nhé sử dụng là hai lỗ thông hơi phía sau đó anh em nhé. đó thì em cho anh, anh em xem cái e căng của nó đây cực kỳ đẹp luôn đó, cực kỳ đẹp luôn đó và đây em cho anh xem anh em xem là thùng của nó đây bẩn nha anh em này đây như này lau là sạch này. đó anh em nhìn này lau là sạch hết anh em nhé đó thì em cũng chưa có lau chùi gì cả mà bận em thật sự mà nói cũng bận việc kinh khủng luôn đấy cũng chưa lau chùi gì cả thì em chỉ review cho anh em lên để anh em nắm bắt được xong là anh em là ok chốt đơn thì em bắt đầu là mai bắt đầu em ra cho ra là bắt đầu em tháo bát tháo cả chép ra xong bắt em lau đấy em bỏ sao bông em lau sạch kết em phơi nắng khô thì trắng như ngọc trinh luôn anh em nhé đây này, nó bẩn lên anh em này đấy bẩn lên này. em lấy là ra cào ra cào ra cào ra hết rồi đấy anh em nhìn này đó anh em nhé đấy anh em nó no, không sợ sợ lo bẩn đi em người thật việc thật em review trực tiếp luôn cho các bác đó các bác nhá đấy cái dòng nó B3 này thì nó sử dụng là hai lỗ thông hơi phía sau thì lỗ thông hơi càng nhỏ thì tính bát ra càng lực nó lén anh em nhé thì càng lực luôn anh em nhé thì hai đường vào của anh em nhé đó hai đường vào cho anh em đây đó tem mát còn đầy đủ luôn cho anh em anh em nhé số má vạch đây còn đầy đủ hết luôn cho anh em đó anh em thấy đẹp không ạ đấy thì uh, em đang chào bán tại cửa hàng em chỉ có 5 đôi thôi tại cửa hàng là 3 triệu 500 nghìn đồng những anh em nào mà ở phía dòng loa này em vừa bán vừa chiên ân cho các bác là vừa anh em em sẽ hỗ trợ tiền cước cho anh em hỗ trợ tiền cước cho anh em năm cái đôi loa này để về cho anh em chơi thêm em uy bán hàng thêm nói có đúng không như em nói không anh em nhá. thì em cho anh em xem lại cái cái, cái phân tầng của nó này anh em nhìn sử dụng cái tám tụ thôi. Đấy sử dụng cái 8 tụ cơ anh em nhé 8 tụ và 3, ba cuộn cảm Anh em nhé Trở này nó tới 8 cũng trở luôn thì càng linh kiện bao nhiêu thì lọc chất âm càng sạch bấy nhiêu anh em nhỉ Các bạn phân tần cứ kinh khủng không thì cái dòng loa xuất xuất âu mà em nhắc lại một lần nữa này em nhắc lại dòng loa này là loa xuất âu anh em nhé dòng loa xuất âu đó đấy bát của nó đây anh em nhé đó. Bát, của là, bát của nó là bát của nó là từ kép anh em bát 25 đó. thì anh em mua hàng bên em là anh em là yên tâm Là cái đoạn zin hay không nếu mà không zin em hoàn toàn chịu trách nhiệm với các bác là giữa 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 công chúng có như những buổi live stream và những cái buổi buổi live stream mà em mà bán em gửi cho các bác hàng đẻo thì các bác bình luận công khai cho em là mày vớ vẩn mày bán cho tao hàng đẻo mà mày nói là hàng xít đó thì anh em cứ bình luận bình luận thẳng thắn cho em bác nhá thì em giới thiệu sản phẩm không hay cũng như đặc biệt là em là uy tín và hàng họ của bên em là nhất quán là phải hơn của, của của tất cả các, các đơn vị khác em nói thật luôn và, và các bác và em hứa thành những hứa cam kết với các bác các bác nhé đấy thì các bác nhìn thấy cái dòng loa xuất âu của, của đẳng cấp không hay lắm các bác ạ. đấy và thì em chào bán tại cửa hàng là 3 triệu năm trăm nghìn đồng em chỉ có 5 đôi thôi anh em nhá thì có anh em nào quan tâm đến dòng loa này thì hãy gọi điện và nhắn tin trực tiếp cái số điện thoại trên màn hình của em vâng thì thôi cuối video em cũng không có gì hơn em chúc các bác sức khỏe các bác nhé và các bác coi những bạn nào chưa đăng ký kênh xin vui lòng đăng ký kênh giúp em để cho, cho uh, theo dõi diễn biến cửa hàng của bên em như là hàng về, về liên tục thì sẽ cập nhật để cho những anh em nắm uh, bắt được anh em nhé em nhấn vào này dòng loa này hay lắm nhé các bác mà không, uh, không 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 nhanh tay thì em nói không có uh, cơ hội mà sử dụng cái dòng loa xuất đâu về đâu anh em nhé vâng thì thôi vâng cuối video em chào và hẹn gặp lại các bác ở những video sau những buổi livestream sau ạ vâng cảm ơn các bác rất chi là nhiều nhá